Ở phần tiếp theo của chương trình như thường lệ sẽ là tiểu mục chuyện tối nay của ngày hôm nay. Thưa quý vị, nhiều quốc gia trên thế giới đã bắt đầu thử nghiệm việc cấm điện thoại trong trường học. UNESCO cũng kêu gọi toàn cầu cấm học sinh dùng điện thoại tại trường. Tại Việt Nam thì hiện chưa có các quy định cụ thể về việc cấm hoàn toàn điện thoại di động trong trường học. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy định học sinh không được sử dụng điện thoại di động và các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp, trừ khi phục vụ cho việc học tập và được giáo viên cho phép. Rõ ràng, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy tác hại của việc sử dụng điện thoại di động trong lớp học và vấn đề quản lý điện thoại di động trong nhà trường đang trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của các phụ huynh. Và để bàn luận về chủ đề này, ngày hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay, khách mời là cô giáo Nguyễn Thị Vân Hồng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trương Dương, Hà Nội. Vâng ạ, xin cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Vân Hồng đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa cô giáo, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì học sinh không được sử dụng điện thoại khi mà đang học tập trên lớp và đặc biệt là không sử dụng điện thoại khi mà không phục vụ cho cái việc học tập và dùng cho những cái lý do riêng, trừ khi được giáo viên cho phép là chúng ta dùng điện thoại di động để có thể tìm kiếm các dữ liệu và phục vụ cho cái việc học tập và tiếp thu những cái thông tin giảng dạy từ phía nhà trường. Tuy nhiên thì hình ảnh các bạn học sinh sử dụng điện thoại di động trong lớp học hiện nay chúng tôi vẫn thấy là rất phổ biến. Phải chăng là việc kiểm soát học sinh sử dụng thiết bị di động hiện nay còn đang chưa được cương quyết tại một số nhà trường, thưa cô? Thực ra là khi chúng ta quan sát, chúng ta thấy rằng là ở một số các trường học, nhất là trường trung học phổ thông, thì các em học sinh sử dụng điện thoại khá là nhiều. Vấn đề này không phải là do cương quyết hay thiếu cương quyết, mà vấn đề do quan điểm. Quan điểm của cái nhà quản lý, quan điểm của những người dạy học và quan điểm của cha mẹ học sinh có thể là chưa đạt được cái sự thống nhất cao trong cái việc sử dụng điện thoại như thế nào là hợp lý, có nên cấm sử dụng điện thoại di động, điện thoại thông minh trong trường học hay không. Đấy là do vấn đề quan điểm thôi. Và nếu như chúng ta cùng đưa tới một cái thống nhất giữa nhà trường với cả phụ huynh thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm cương quyết được và có thể giảm thiểu cái sử dụng điện thoại di động thông minh trong nhà trường. Vâng ạ, không biết là ở thủ đô Hà Nội thì theo quan sát của cô đã có cơ sở giáo dục nào hay là trường nào mà chúng ta đã có những cái sự đồng thuận giữa ban quản lý nhà trường cũng như là phụ huynh trong cái việc mà chúng ta hướng tới việc không sử dụng điện thoại tại nhà trường hay chưa? Thực ra ở Hà Nội thì đã có rất là nhiều trường, đã có những cuộc họp chung với cả ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo với cả các bậc phụ huynh và dẫn tới đồng thuận rất là cao là không sử dụng điện thoại di động trong các giờ học nữa, bởi vì các thầy cô, nhất là trường trung học cơ sở, vì cái cấp học ấy chưa cần thiết đến cái việc sử dụng điện thoại di động và khai thác các dữ liệu trên mạng để phục vụ cho việc học. Khá là nhiều trường, ví dụ ở trường quận Hoàn Kiếm của chúng tôi thì có nhiều trường là đã có cái quy định là không sử dụng điện thoại di động, và khi sử dụng điện thoại di động thì có mang đến để liên lạc thì có thu lại vào đầu giờ và hết giờ thì các thầy cô giáo lại chuyển lại cho các em học sinh. Ví dụ như trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, trường trung học cơ sở Trưng Vương, trường trung học cơ sở Hoàn Kiếm, gần như là các trường trong quận Hoàn Kiếm là các trường trung học cơ sở đấy thì có cái quy định là không sử dụng điện thoại và đạt được sự đồng thuận đối với phụ huynh. Vâng ạ. Theo cô giáo thì việc các học sinh sử dụng điện thoại di động trong lớp học sẽ ảnh hưởng như thế nào tới chất lượng học tập của các em? Thực sự là ảnh hưởng rất là nhiều chứ. Bởi vì là các con sử dụng điện thoại để phục vụ cho việc học thì chiếm cái số lượng rất là ít thôi. Còn phần lớn là các con lướt web, các con lướt Facebook rồi vào các trang TikTok như thế. Thì vô hình chung là khi mà các con sử dụng trong giờ học như vậy thì bài giảng của thầy cô sẽ trôi qua và các con không còn nắm được gì cả. Và khi các thầy cô phát hiện ra và đưa các con trở lại giờ học thì mất thời gian khá là nhiều, con có quay lại được. Và ảnh hưởng đến không chỉ là đến chất lượng giảng dạy, chất lượng học tập của các em học sinh đâu, mà còn ảnh hưởng đến cả tâm sinh lý của các em nữa. Sử dụng điện thoại ngày ngày cứ nhìn vào điện thoại như thế này, quên cả việc đi ra ngoài chơi giao lưu với bạn bè này, quên cả việc xây dựng bài với thầy cô giáo này, quên cả việc vui chơi và thậm chí là quên cả đi vệ sinh nữa, bởi vì đam mê vào cái điện thoại quá. Thì ảnh hưởng không chỉ đến việc học đâu, ảnh hưởng nghiêm trọng thì ai cũng có thể nhìn thấy rồi, nhưng mà ảnh hưởng đến cả sức khỏe của các con nữa. Vâng ạ, quay trở ngược lại trở lại thời gian khi mà thiết bị di động chưa được phổ biến và phổ cập thì rõ ràng là việc các bạn học sinh khi mà mang đến lớp ấy những cái bộ truyện hay là những cái bộ tiểu thuyết đúng không ạ, và các em dành những thời gian riêng để có thể đọc đúng rồi, lén lút, cho nên là mình sẽ không tập trung được vào cái việc mà chúng ta lắng nghe những cái lời giảng dạy của cô giáo ở trên bục giảng. Thì nếu như mà theo chia sẻ của cô thì cái chiếc điện thoại di động nó vô hình chung nó cũng như là một cái chuyện tranh hoặc là chuyện tiểu thuyết hoặc là những cái việc làm riêng khác.
khó đấy, hơn đấy. Dạ. Vì cái sự hấp dẫn của điện thoại bây giờ với cái nội dung phong phú và đa dạng, dạ, như thế, nó cuốn hút người ta rất là nhiều. Nếu mà các con đọc truyện trong giờ này thì các thầy cô giáo có phải phát hiện nhắc nhở ngay con gấp lại, đúng không? Và chỉ là để có một thời gian rất ngắn để dứt ra cái mạch tiểu thuyết hoặc truyện đang đọc thôi. Còn những điện thoại di động thì những cái thế giới trong điện thoại di động nó có sự hấp dẫn rất là lớn. Đấy, bởi vì công nghệ cao mà, cho nên các con khó có thể dứt ra. Cho nên là so sánh cũng có điểm giống nhau, nhưng về cơ bản là điện thoại di động nó có sức hấp mê hoặc đấy, nên các con khó dứt ra lắm. Vâng ạ. Thưa cô giáo, tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều những cái ý kiến cho rằng là không nên và không thể cấm các bạn học sinh đem điện thoại đến trường được ạ. Bởi vì đây vô hình chung là bây giờ thời đại công nghệ 4.0 rồi, thậm chí là 5.0. Đúng rồi. Thì đây cũng là một trong những phương tiện để chúng ta có thể tiếp cận được những sự tiến bộ về khoa học, mà việc cần là chúng ta phải có những cái giải pháp và quy định để hướng dẫn giáo dục và có những sự đồng thuận giữa nhà trường và các bậc phụ huynh trong cái việc mà hướng dẫn các con mang sử dụng điện thoại như thế ở lớp như thế nào cho nó đúng hợp lý, cho nó hợp rồi. Lý. Vâng đúng ạ. Vậy thì thực ra nghĩ sao? Bộ Giáo dục có quy định mà, có quy định là cho phép mang điện thoại di động nếu như giờ học đấy cần sử dụng và giáo viên cho phép, đúng không? Vâng. Thì Bộ Giáo dục không phải là vô lý khi mà đưa ra yêu cầu đấy, bởi vì để cho các con học sinh tiếp cận với khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên nó phải dành cho từng đối tượng. Đấy, từng bậc học luôn. Nếu như là bậc học trung học phổ thông, tức là các con ở cấp 3 và đại học, thì mang điện thoại di động tới trường và khai thác các thông tin, các kiến thức trên điện thoại di động đấy nó rất là phù hợp với các con cũng lớn rồi, kiểm soát được cái suy nghĩ cũng như là cái hành động, hành vi của mình được. Nhưng mà các con tiểu học chẳng hạn, hoặc các con trung học cơ sở thì có lẽ là chúng ta nên khuyến cáo các bậc phụ huynh và các nhà trường là nên đừng cho các con mang điện thoại di động đến, hoặc có mang đến thì chỉ được nghe gọi nhắn tin với gia đình và được sử dụng trong những thời gian mà các con không học trên lớp thôi, thì nó sẽ hợp lý hơn. Ở phần đầu của chương trình thì cô giáo có chia sẻ một số những cái tên trường ở quận Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội đã có những sự đồng thuận cao trong cái việc mà chúng ta không cho các con sử dụng điện thoại di động trong lớp học, trừ những cái tiết giảng dạy mà cần tới cái phương tiện này. Vậy thì tại trường trung học cơ sở Trương Dương của mình thì cô giáo và ban lãnh đạo nhà trường cùng các thầy cô giáo đã hướng dẫn việc sử dụng điện thoại di động như thế nào cho các con? Thực ra là khi mà chứng kiến các con học sinh ấy mải mê xem điện thoại di động như thế, thì thậm chí còn chạy vào chỗ có nhiều wifi ấy để xem các cái nội dung trên mạng ấy, thì chúng tôi cảm thấy rất là lo lắng. Và chúng tôi có một cuộc họp đối với cả toàn thể các bậc phụ huynh, và chúng tôi phân tích về cái lợi cái hại của việc sử dụng điện thoại di động, và sau đó đi đến thống nhất với ban, với tất cả các bậc phụ huynh chứ không phải ban đại diện cha mẹ học sinh, là chúng ta không sử dụng điện thoại thông minh trong trường học. Đấy, thì lúc đầu tiên thì dĩ nhiên là có những bậc phụ huynh không hài lòng lắm, cũng phản ứng đấy. Nhưng sau đó thì thấy rằng là nếu con mình cứ dùng điện thoại di động như thế nhiều quá ở trong lớp và cả khi về nhà nữa, nên nó ảnh hưởng rất nhiều đến việc học tập. Thì các bậc phụ huynh đấy thấy rằng là không sử dụng điện thoại di động trong giờ học cũng là cái hợp lý. Và các bậc phụ huynh đấy đồng ý với việc là con có mang đến trường, nhưng mà chỉ sử dụng khi mà không trong giờ học thôi. Ngoài giờ học, lúc đến trường thì nộp cho các thầy cô giáo cất trong tủ. Đến khi hết giờ học thì các con lại xin để các con mang về để liên lạc với gia đình. Thì phụ huynh rất đồng ý với điều đấy. Điều đấy thì chúng tôi thấy rằng là nếu mà chúng ta làm cách khéo léo và cương quyết và phân tích cho các phụ huynh và các em học sinh hiểu thì sẽ được sự đồng thuận cao. Khi mà chúng ta bàn luận và đưa ra cái quy định là cấm các em học sinh không dùng điện thoại trong lớp học, trong giờ học, vậy thì lúc đầu chắc chắn là mình sẽ phải gặp những cái sự phản đối từ các bậc phụ huynh của các lớp rồi. Vậy thì ban lãnh đạo trao đổi và hướng dẫn các bậc phụ huynh như thế nào để chúng ta có một quy định có sự đồng thuận? Đầu tiên là chúng tôi chia sẻ, đứng với vai trò không phải là thầy cô mà bố mẹ thôi, và là những người lớn tuổi, thậm chí cho các thầy cô trong chi đoàn giáo viên là những giáo viên rất là trẻ, phân tích cái việc là tác hại của việc sử dụng điện thoại di động quá nhiều thì tác hại nó khá là lớn. Thì các bậc phụ huynh từ đó thì đấy sẽ cảm nhận được là đúng là có nhiều cái nảy sinh từ điện thoại di động thật. Cho đến con đi mang điện thoại di động đến, có thể các con là mất, và mất thì gần đến cái việc là các thầy cô giáo phải đi tổ chức một buổi gọi là đi tìm điện thoại cho các con này cũng đã mệt mỏi rồi. Thứ hai là các con đua đòi nhau. Đấy, là bạn này có điện thoại xịn thế này, con phải có điện thoại xịn này. Đấy, và sử dụng điện thoại nhiều thì ảnh hưởng rất là nhiều đến cái năng lực tiếp thu của các con về tất cả vấn đề, nhìn nhận về thế giới xung quanh nữa. Bố mẹ cũng nhận ra ngay là như thế. Vì các con còn nhỏ, không thể nào kiểm soát được mình dùng bao nhiêu phút, rồi dùng các nội dung gì. Và đặc biệt là các con có thể tò mò xem vào những cái trang không được hay cho lắm. Và tôi bản nhất là các con vào mạng xã hội thì gây ra những cái hiểu lầm, bức xúc hơn đấy. Và rất nhiều cái bạo lực học đường bắt đầu nảy sinh từ mạng xã hội. Mà mạng xã hội thì dùng ở đâu? Dùng qua điện thoại.
chứ dừng ở đâu nữa. Thì chúng tôi phân tích cho các bậc phụ huynh, khi các bậc phụ huynh đã hiểu được rồi thì sẽ bắt tay với nhà trường, đồng hành cùng nhà trường trong việc quản lý con sử dụng điện thoại di động như thế nào. Vâng ạ. Thế còn với những người chủ thể chính là các bạn học sinh, là người trực tiếp sử dụng điện thoại di động ạ, vậy thì ban lãnh đạo nhà trường cùng các bậc phụ huynh, sau khi mà chúng ta đã có những cái sự đồng thuận rồi thì hướng dẫn các con như thế nào để cho các con có những cái sự khéo léo để làm sao áp dụng đúng quy định của nhà trường ạ? Đầu tiên là phải hỏi các con, các con điện thoại đi, các con xem cái gì đấy. Đấy, thế mình cũng phải đi hỏi mà. Thì trước khi đưa ra quyết định thì bao giờ cũng phải hỏi các con xem là lúc trong cái giờ ra chơi ấy, các con cầm điện thoại thì các con xem cái gì, có phải nội dung học tập không. Thì 99,9% là các con xem những cái thông tin trên TikTok và trên Facebook, rồi xem những trang linh tinh, chứ ít có bạn nào là không hỏi được bạn nào là con đang nghiên cứu bài học cả. Đều xem là con giải trí cô ạ và chơi điện tử. Đấy, đầu tiên là điều tra đã, sau đó có những buổi tuyên truyền và cô hiệu trưởng phải đứng ra là người tuyên truyền cho các con sử dụng mạng văn minh này, rồi sử dụng điện thoại di động đúng cách này. Mình nói theo kiểu như là người cha người mẹ nói với con tâm sự thôi, chứ không phải là con phải này con phải thế kia, phân tích cho các con hiểu. Và thế các con thấy cái nguy hại của việc sử dụng điện thoại không, là bản thân cô này cũng là người sử dụng điện thoại di động, nhiều khi cô chìm vào trong mạng xã hội cô mất hàng tiếng đồng hồ không rút ra nổi. Đấy là cô là người lớn mà cô có nhiều công việc mà cô không làm được, thì các con còn nhỏ chắc chắn là các con sẽ khó làm. Mình phân tích cho các con hiểu thì các con vui vẻ là thấy rằng là đúng là sử dụng điện thoại di động. Có nhiều bạn lên phát biểu hẳn hoi đấy, con thấy là có khi con dùng con trôi đi đất 2 giờ đêm, 3 giờ sáng con vẫn đang chơi trên mạng, con vẫn chơi, con xem linh tinh thôi, con lướt web thôi chứ con không làm cái gì cả. Rồi con xem rồi con mãi con chẳng ngủ được, và sau đó con không ngủ được và đến lớp con lại buồn ngủ. Thì đấy, thì phân tích được cho con, các con được cái thực trạng cũng như tác hại, thế thì các con cũng tự động tự nguyện là cảm thấy là mang điện thoại di động. Thì với cả tất cả các bạn đều không mang mà mình mang thì các bạn sẽ mách cô. Các bạn sẽ kiểu là các bạn bảo là bạn ấy không chưa ngoan, thì mình cũng không muốn là học sinh chưa ngoan, nên các con theo phong trào chung là các con cũng không mang đi nữa. Vâng ạ, chắc chắn là với một cái môi trường mà 99% học sinh nói không với việc sử dụng điện thoại di động trong lớp học thì cũng sẽ khiến cho chất lượng học tập của các bạn cũng sẽ đi lên, và cái công tác giảng dạy của nhà trường cũng sẽ rõ rệt hơn để đồng hành cùng với các con. Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Vân Hồng đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn ạ. Thưa quý vị và các bạn, với nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.